Hey yo, what's up anh em? Ok, hey yo anh em. Hôm nay là đập thẻ nha anh em, đi cào con 7 cho giùm thằng em Hoài Bảo nha anh em, con Rafaelia anh em à. Kèo cũng ổn áp hết anh em. Khứa Rafaelia con 7 nha anh em. Khá đã anh em. Trái đó anh em à, con này lên 7 nhiêu tiền ta? Ok, con này lên 7 25 tỷ 6 anh em à. Liệu hôm nay có mày thấy may mắn chinh phục được nó không anh em? Ok, giờ đi mồi đó anh em, vẫn là dự án cũ đây. Ok, pha mồi này chắc quay anh em xem. Ok, với pha mồi khử quay cho anh em xem nha anh em. Ok, đợi mình nữa nha. Mồi ba con cuối này nữa, dứt anh em ơi. Ok, dứt. Ok, vô cái khung anh em, vô phơm rồi. Giờ dứt còn vô đập nó lụm đây. Ok anh em ơi, chuẩn bị anh em, vô quán nha anh em, con 7 nè mà. Rồi tôi có lót phô dữ luôn nha anh em. Trời ơi, hồi phải hò anh em ơi. Lên 7 thì sao anh em, sống sướng luôn chứ sao. Mùa khứa này là 115 đúng không anh em? Khứa này 115, 116, 115 gì á. Ok, chuẩn bị theo cảm nhận và dấu án đây. 4 4 nha anh em. 5 6 chuẩn bị bị lắm. Và đây là Rafaelia. Vì 5 nha anh em. Đúng là ông bà ta dạy có câu đi son dạy, mình nói câu là 6 cộng 1 bằng 5. Thật sự như vậy anh em. Ok, đợi mình tiếp. Ok anh em ơi, tiếp tục nữa nha anh em. Vẫn là kèo thẻ tiếp lên đây. Bây giờ trả lời với kèo cộng 6 dùm thằng em Kho Hàng nha. Ok anh em Kho Hàng. Kèo Ronaldo cộng 6, đời Lima cộng 6 anh em ơi. Liệu chinh phục được Ronaldo hay không đây? Chắc kèo khó anh em, cuộc đời mình đen lắm anh em ơi. Ok, vô lụm luôn anh em. Mỗi gì mồi ba con rồi vô dứt luôn, hỏi còn nói nhiều anh em à. Mồi chỉ cho lắm mà mè lo lá hè anh em ơi, đúng không? Sống này mồi gì đó đã đủ anh em đời anh em à. Mình nghĩ chắc đi nữa anh em ơi, khó. Ok, 2 3 4 5 6 và đây là Ronaldo de Lima. Đi nữa cuộc sống quá đen anh em ơi, quá khổ tâm luôn à. Ok, xin lỗi hai anh em nha, xin lỗi anh em Hoài Bảo với anh em Kho Hàng nha anh mày điên. Ok anh em ơi, tiếp tục nữa nha anh em. Tiếp tục bây giờ là đi đổ đen xả xui giùm anh bạn Nhật Michio nha. Ok, Nhật Michio. Ok, đổ đen gối mới nha anh em, đổ đen gối này đề ba cho cái sự đen đuổi đi bớt qua đập thẻ tiếp nha anh em. Kèo Robert cũng 6 tiếp nha. Ok, xong phá 3 cái FV giùm anh em Nguyễn Tài nè. Ok, quá nhiều kèo để xử lý anh em ơi. Tốc độ đây. Giá siêu phẩm hay không đây, ha, phế phẩm đây. Mình nghĩ cho phế phẩm á. 2 tỷ thì sướng rồi, cuộc sống gần 2 tỷ thôi. Ok, lụm anh em ơi. Mồi điểm 3 vậy thôi, một nhịp sáng là lụm anh em à. Sống vòng vo làm cái gì đúng không? Dứt lửa. Đó mày dễ dây lửa nổi thì giữ cũng được anh em đậm. Ok, tiếp kèo nữa nha anh em. Hy vọng này chui hầm anh em ơi. Xong cái mốt sẽ có clip viên và mở gói này anh em, ô tô xăng gói này chui hầm nha. Giờ mở xương xương nhẹ nhẹ thôi chứ không mở nhiều nha anh em. Ok, dứt luôn. Lỡ bị tư anh em mà lỏ dưới ta đợi tiếp xu. Ok, ta 118 anh em ơi, 119 lỏ rồi, chúng ta chuyển qua 118 rồi. Không đủ tiền mua con nữa anh em mà, quá đen cho anh bạn Nhật Michio. Ok, vẫn không lỡ 1 tỷ. Ok, vẫn ổn đợi mà xu. Ok, tiếp lên anh em ơi. Giống chui hầm anh em ơi, không hầm nổi mà, quá buồn cuộc đời nha anh em. Chuẩn bị chơi tiếp đây. Mở không cần nhịp bụng vô nha nè. Dứt lửa. Tỷ ô tô ra tỷ anh em. Không có đạm tiếp. Mở ngôi cuối chúng ta qua kèo đập thẻ nha anh em. Vô bé cũng 6 nữa nha anh em. Dùm thằng em. Ok, dùng em nào quên tên rồi. Đó là ok rồi. Cứ tiếp tục kèo chính đây. Bây giờ thật là điên đuổi đứa mình đề gì. Lửa đi lửa. Không ra lửa nổi ô tô ra tỷ luôn anh em. Ủa có là ra ô tô ra tỷ vậy trời. Ok, đợi anh em xu. Ok, anh em tiếp tục trả lời nha. Nít thằng em đã trọng kha nha. Đập cho anh em kèo đôi con 6. Hôm kia mình mới đập cái kèo đôi con 6 này rồi, thiệt rồi. Giờ mà làm lại kèo nữa nè, hy vọng lên cho anh em nó sướng cuộc đời. Bọn nó dán cũ rồi. Mồi anh em ơi, mồi khứa ai cần em tin ai này đi. Ok, mồi khứa này là chắc cú rồi anh em, đảm bảo rồi. Phôi đâu ta, ừ phôi lộn anh em, quên. Này đâu phải lấy phôi này mồi được, ẩu quá. Mồi khứa theo nha anh em. Ok, mà lộn đi luôn à. Ok, đợi mấy pha này, đợi bạn nha anh em xui.
mình mồi phát một lên luôn anh em, mà đúng không ao luôn nha anh em, mồi đúng phát lên luôn, theo đợi mình tiếp su. Ok trở lại anh em ơi, sau những thời gian mồi tích cực thì cũng đã xong anh em. Ok dứt mồi cỡ này mình xỉn nữa tôi thua luôn anh em, mồi dữ lắm luôn anh em à, như pho nghe mồi sạch luôn à, lo nhờ thì ông lên cho anh em nó sướng chứ mình giờ có lỗi với anh em quá, đập xịt cũng không ngại luôn anh em à, quá ngại luôn anh em ơi, ngại ngùng luôn, cảm thấy tội lỗi quá. Không sao phải cố gắng lên đi xuống, và giờ anh cảm nhận nha, anh cảm nhận cái đường nhịp này mà chúng ta chơi đây thông qua kèo phát về. Ok chơi nha anh em, dứt 1 2 3 4 5 và đây là lắm, và đây là Ronaldo. Ây da, sao lại xịt nhờ, đọc rồi cái đó sao lại xịt nữa em. Cuộc đời quá đen luôn nha. Ok anh, xin lỗi rất nhiều em ơi, quá buồn cho em. Đợi mình nữa em ơi. Ok quá sức trở lại anh em à, nha anh em. Phá 3 cái về giùm thêm Nguyễn Tài nha anh em, xong 3 anh em nha. Quá buồn hôm nay đập thẻ đen như què luôn anh em. Kèo dùng cũng chật hết là sao nha. 3 cái về này làm gì nhẹ nhẹ làm gì đây. Chơi gối 2k3 anh em, nhiều anh em kia chơi gối 2k3 nè, có 2k3 có 400, có mấy anh em nói có 400 mà không có 2k3 quá là cái gì đó gà chín. Ok chơi gối gà chín nha anh em, mình suy nghĩ là chơi gối gà chín đi. Ok đề ba xưa đây, chơi gối gà chín nên luôn em, nên lẫn gối gà chín này không nhờ, 115 cộng 5 đến cộng 8 à. Nếu mà ra 115 cộng 5 thì cũng được, không có được nhiêu tiền nha anh em. Nhưng mà chơi cho biết như thế nào là ngon nha anh em, để chơi thử anh em à. Hy vọng nó có gì đó gọi là nha anh em. Ok, test trước luôn nha anh em, làm nhẹ luôn nha, không có tính toán gì hết đó, và dư dứt luôn. Liệu có nào có thể siêu phẩm hay không đây, hay phế phẩm đây. Cộng 8 xương chắc để đây cho có chứ không bao giờ ra nổi đâu anh em. Sống này không nên tin là những điều trước mắt anh em, quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi, không gì có thiệt. Đúng không anh em? Ok lộn nếu có chín hình sư phẩm hay cộng 5 cộng 8 ấy về từ có chịu qua nha anh em. Ok quan tâm tin cũ 3 nhịp lên nhạc pha này sơ húp thôi, chuẩn bị nha anh em, vô hầm đi, còn đường hầm thôi, mình nghĩ không đường hầm quá 115 đến 118 115 mà không đường hầm luôn em, dễ đường hầm mình nói là có đường hầm lắm, nhưng cộng 5 khứa này 1 tỷ mốt. Nếu mà cái chín đổi lên tiền mốt cũng được chứ gọi là ngon, ngon cũng được chứ gọi là ngon nha anh em. Ok xương vẫn ok, vẫn xương thôi, 1 tỷ mốt. Ok test anh em xương xương thôi, còn cá mốt chúng làm gì đây, cá mốt làm được gì, cuộc đời cá mốt không làm được gì luôn anh em ơi, quá đen cho anh em này. Cá mốt cho được gói 820 nè, mà gói này làm gì được, gói này sao hết nổi anh em ơi. Thế mình quyết định thì gói 2k3 kia nó vẫn ok nè mà. Ok chơi luôn. Dứt rồi, 3k3 nhịp này, 2 nhịp nè. Còn đường hầm mà chắc không cho đường hầm là tí bi gì chắc cú anh em ơi. Chuẩn bị anh em, vừa nhảy là dứt anh em. Ok lửa. Thôi không lửa nhưng mà vẫn được 117 cũng là ok anh em, vẫn ổn áp. Còn 3k3 chúng ta phá luôn. Đời mình nó đen còn hơn chữ đen nữa mà. 3.V này không có 3.V luôn. Đúng đời muốn sửa anh làm gì nữa, sống sửa anh. Sửa anh không chứ hầm mà. Ok 3 năm nha, đời quá đen.